Trên thực tế thì sự gia tăng sử dụng các giải pháp kỹ thuật số đang đưa xã hội đến ngưỡng nền kinh tế thông minh. Nhận thức được mô hình mới này, một số chính phủ đã đặt lĩnh vực kỹ thuật số vào vị trí trọng tâm của các kế hoạch phục hồi kinh tế vĩ mô. Chuyển đổi số đã không chỉ còn là câu chuyện của riêng một nước, đó là câu chuyện toàn cầu. Hay như trong vấn đề phát triển kinh tế xanh, câu chuyện net zero, chuyển đổi số có phải là lời giải? Chúng ta đang có một cái dư địa rất là lớn, những tiềm năng rất là lớn trong việc chuyển đổi số tại Việt Nam. Những cam kết mạnh mẽ của chính phủ Việt Nam đã giúp cho những năm gần đây là chúng tôi nhận thấy là cái nhận thức và cái nhu cầu của các doanh nghiệp, của tất cả các ngành trong việc chuyển đổi số đang trở nên rất là mạnh mẽ. Sự dẫn dắt của các tập đoàn quốc tế cũng về trong các cam kết về phát triển bền vững tại thị trường Việt Nam cũng là một cái động lực rất là mạnh mẽ để giúp cho cái nhu cầu về chuyển đổi số, giúp cho nhu cầu để chúng ta trở nên hoạt động có hiệu quả hơn, nâng cao cái tính cạnh tranh trong cái bối cảnh là nền kinh tế đang ngày càng trở nên khó khăn, thì những cái nhu cầu, những cái về chuyển đổi số đang trở nên ngày càng cấp thiết hơn. Trong 2 năm gần đây thì chúng tôi nhận thấy là chính phủ Việt Nam, đặc biệt là Thủ tướng Chính phủ đã có những cái cam kết và những cái việc thúc đẩy rất là mạnh mẽ trong cái tiến trình chuyển đổi số cũng như là việc xây dựng một nền kinh tế phát triển bền vững tại Việt Nam. Thì tuy nhiên chúng tôi thấy rằng là chúng ta cần phải làm mạnh mẽ hơn nữa trong việc đưa ra những cái định chế, những cái văn bản dưới luật, những hướng dẫn cụ thể hơn để giúp cho các doanh nghiệp có thể đẩy nhanh hơn nữa cái tiến trình chuyển đổi số, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng thì việc sử dụng năng lượng một cách có hiệu quả nhất.